chủ yếu chúng ta ngày mai là xin giảm tội nghiệp cho nước Việt, xin giảm sự chết chóc, tang thương, đói kém, thiếu thuốc men á. Khi mà có chuyện gì xảy ra, hiện giờ chưa xảy ra, mình thấy đã bèo rồi, con hiểu không? Là ở nhà ngày nào cũng mà vét tường lon nấu cơm rồi đó, cộng lại chung cộng mấy em gài nó vét sạch gạo đem về bên bển để nó thủ bên nước nó nữa. Mà con cứ tưởng tượng mà có một chuyện gì xảy ra có chết không? Đừng nói là thưa bộ không có quên mình trước á. Cái ngày hôm qua nó, ngày mai nó rất là nhiều cái ý nghĩa, mình có thể cứu vài chục triệu người Việt của mình, cái lực cộng lại ngày mai sẽ đầy đủ hết tất cả chư vị quy tụ về núi này. Những vị thầy lớn lỗi lạc nhất cũng không có ai mà dám làm mấy cái này gọi là phế trời cũng biết. Từ xưa tới nay trong lịch sử nhân loại, con không tin đi hết mấy chùa hỏi, chỉ mình sư phụ mới làm ba lần, lần này lần thứ ba. Lần thứ nhất là không có bông nguyên tử, sư phụ nói rồi bảo đảm có bông tử. Lần thứ hai là cho thằng Ukraine, lần thứ ba là hiện giờ là cho nước Việt, cho chiến tranh qua Mao và đồng thời cho nước Việt bớt cái tan tộc và sớm thay đổi thể chế để sáu chiệp chim hiền về, phải không? Chắc cánh bay về, chắc chắn sẽ về 6 triệu mà mình ngồi đây chỉ là một cái ổ nhỏ thôi, ngoài kia là quả trời luôn á. Chim mén bay về mùa xuân. Đời tử này có nón đã ta, màu xanh là màu vàng. Cái nước Việt có cực kỳ đại phúc của chúng ta ngồi đây, có sư phụ Hạ Phàm ngồi đây mang sát người, mang tiếng Việt. Nãy đầu clip có nhiều đại tử chưa nghe đấy, là hiện giờ song song những ngoài thành tinh kia cũng có chiếc thân như phụ ngoài đó. Ở đây là chỉ là 1-2% chiếc thân ngồi đây thôi, giống như một giọt máu của thiên nhãn ngồi đây thôi là nó thành cả cái hình hài này rồi. Thì hồi nãy có nói cái thành tinh đỏ mà cái người khoảng như 30-40 feet phải không, nó khoảng có 50-60 tỷ người ở bên đó. Sư phụ không có lập đạo được bên đó, tại người bên đó nó dữ lắm, thì sư phụ không có là truyền cái đạo qua được. Những cái hành tinh này nó có khổ nhưng mà bỏ được cái đạo ở đây, thì sư phụ đang mang thân người ở bển, mà thân người ở bển nó giống như người thằng lằn vậy đó. Sư phụ cũng phải mang người thằng lằn, còn cái mặt này là thấy đã rồi phải không? Tại vì cái thời tiết của đó con phải mang người thằng lằn nó mới không có bị nám, không có bị xiển. Rồi cái tướng người phải bự, là tự nhiên cái hình tượng nó quá bự. Mà người lúc đó là người bên đó nó hung dữ lắm, đụng chút là họ phanh, họ đánh lộn vậy đó. Thì cho nên cái da phải dày như da cá sấu vậy đó. Nó không có bị đi nhà thương nhiều. Họ cũng sinh hoạt như mình vậy đó. Hiện giờ là đang có một cái nơi đó, họ cũng đang sinh hoạt ở đó, không phải một mình mà ngồi đây đâu. Bởi vì khi con hiểu được nhiều thứ trong mắt sư phụ, cái này nó rất là vô thường, 100 năm của chúng ta. Và đồng thời chúng ta ngồi đây như người đây rất là có phước. Đâu cả chục nghìn năm sư phụ mới quay về trái đất một lần, chưa chắc quay nữa, về trời chưa chắc gặp nghe. Đứa nào mà chịu giữ giới 12 thì còn quả mai còn gặp, còn mà không chịu mà giữ giới 12 là thôi thì khó gặp lắm á.
một cái hành tinh không có lập đạo được. Nó cũng giống như một quốc gia của trái đất mình hiện giờ là có những quốc gia mình không thể lập đạo được. Bây giờ mình đem cái đạo Thiên Tâm, mình đừng nói đi xa qua Mễ thôi, con nghĩ lập được không? Nó đâu mà hiểu đâu. Dầu sư phụ nói tiếng Mễ luôn á, đừng nói làm chi qua bên Africa còn khó. Ngày xưa sư phụ ở bên Ấn Độ, lập đạo bên Ấn Độ, qua Do Thái đi đủ nước rồi. Hôm nay trở về nước Việt, tại vì Phật đó, về Nam. Trong kinh Đức Thầy có nói thì sư phụ cũng phải mang thân hình người Việt Nam, nhưng mà có một cái điều á, tất cả con không có nghiên cứu kỹ tại sao sư phụ không có mà sanh ra ở Hà Nội hay là ở ngoài Bắc thì đi, tại sao sanh miền Nam nó tiếng Nam, sao Đức Thầy của mình không sanh ra ở ngoài Bắc mà Trung đi, tại sao cái đền Hòa Hảo lại nằm miền Nam, đúng không? Con nghĩ An Giang là miền Nam xong rồi, nó vậy cái gì cũng Nam hết trơn à. Rồi tại sao không tại sao dân Nam lại khổ phải đi lao động khắp thế giới, tại nghèo mới biết Phật. Còn cái núi Cấm An Giang á là vì họ phạm thượng quá, họ lên đó họ làm đủ hết ô uế, cho nên mấy chư Phật, mấy chư Bồ Tát, mấy chư Thánh Thần ở đó mới bỏ đi. Bỏ đi thì dân nó nghèo, mấy gì nói mà dân An Giang khó giàu lắm, miền Tây. Cho nên là lao động hay là đi sanh giùm ở bên Đài Loan cũng bị phủ phàng, cũng bị đuổi về là toàn miền Nam hết rồi. Rồi cái bữa có cái clip của một người nào ở đâu á, nói dân ngoài Bắc mà lấy dân Nam á, mấy cô gái Nam á mười hàng bị bỏ hết mười. Bỏ cũng đúng, gái Nam bé trung tình nhất, tự vì cái tánh thì nhưng khó hợp, dùng miền nó cũng quan trọng nữa. Nhưng mà đâu phải là cái clip đó bỏ lên là quơ đũa cả nắm, nó sai. Còn miền Nam nghèo thì phải đi lao động, miền Bắc thì có sân trước sân sau, có thế lực, có tiền hơn thì có lao động, cũng lao động qua bên Âu Châu hay là Đông Âu đồ này nọ. Chung là nước Việt đều là con rồng cháu tiên, cũng là người Việt. Nhưng mà ở cái thời đại cái này nè, nó cực kỳ chia rẽ. Người nào có thế lực nhiều, người đó có miệng rộng nhiều, là họ nghĩ họ đúng, nhưng mà hoàn toàn là sai. Chức trưởng rồi cứ nghĩ là sau này đến đường cùng á, tức nghĩa là coi như làm sai á thì chia lại vị tiếng 17. Hiện giờ có nhiều đại đòi làm vậy á, thôi đây trả là miền Nam vị tiếng 17 lợi, rồi Bắc đó thì theo Trung Cộng, Nam theo Mỹ, cái đó lại càng sai. Thời đại này mà còn đánh nhau nữa làm sao gọi là thời vàng kim, đúng không? Có nhiều đó cũng không có hiểu. Mà muốn mà thuận hòa Bắc Trung Nam á thì chỉ có trên đang sắp xếp. Thì sắm cơ á là cũng giống như là cuốn từ điển rồi, thì tới đâu rồi lật từ điển ra đi, dịch cái là đúng hay chóc. Tự họ không thì muốn lật từ điển, họ lật từ điển cái họ không có tin, họ không có đủ phước để tin. Thì năm loại mà trong đó sân trước sân sau nãy giờ mình nói đều là không có phước, đều là nghèo. Giàu tiền nhưng mà giàu tạm thời thôi, giàu cũng chưa chắc giàu. Ngày nào sáng sớm thức dậy á cũng không biết ngày mai á bắt chồng có gõ cửa nhà tôi không nữa. Cho nên họ sống trong tiền như sống trong đống lửa, ngồi đống lửa. Còn chúng ta á ngồi bóng cây mát khỏe re, đúng không? Bây giờ hiện giờ mỗi đứa đâu có bây giờ nghĩ cái tiệm của con đang hiện giờ có nhiều khách vô rồi, đúng không?
quên mấy em gà quên hết đúng không, kệ nó, có khách không có khách thì kệ nó, để cho nhỏ làm. À, lên đây là mình là có ông trời là vậy, đâu có nhầm nhò gì đâu, nhưng mà cái đường về trời mới quan trọng á. Có nhiều đứa đó cứ tìm cả từng qua đây ngồi chơi với phụ còn vui nữa. À, đi về trời quan trọng, tại con thuộc dạng hộ pháp mà, con là sa xí điểu, là loài chim cao quý ở trên trời dưới phụng hoàng chút. Tại bữa sư phụ bị vũ nói sao con không muốn ở đây mình trực tiếp lắm con, mình đang nói chứ không gì là mấy vị xác mình hết. Thế điểu hồi xưa ăn thịt rồng, bữa nay ăn chay. Trong kinh Phật có nói á, kinh như kinh Hoa Nghiêm hả gì á, nói về là chim sa xí điểu. Ở một cái thời điểm này, ở dưới địa ngục mở cổng ra, cha mở cổng cho địa ngục lên, quỷ dương cũng đang sống chung với chúng ta nha. Thế nên các con mà ngồi đây thấy toàn là thấy nhìn mặt thấy hiền không đúng không, hiền nhưng mà sáng đúng không, mặt sáng. Còn con đi xuống dưới núi toàn là thấy mặt nó tái tái mà giống như rush làm gì cũng giống như hơn thua từ chút vậy, đậu có bạc kinh thôi cũng thấy căng nữa. Nhìn con lái xe đi, vô bạc kinh cho con vô khu Việt Mỹ Thao đi. Trời ơi, mặt nào mặt nấy căng như là cái trống vậy.